Nãy giờ Khánh ghi hình cũng nãy giờ sáng giờ cầm máy quay liên tục không bà cô bác ơi, từ 6 giờ sáng tới 10 giờ rồi cầm máy quay liên tục Anh không uống nước luôn. Ngồi Dạ này là anh trai anh lấy thuốc về cho bác nè, nãy bác mới điện. Dạ anh có gấp không? Không à, không gấp, vậy chút xíu lên trên nhà trên Gò Đen lưới cá nha, lưới cá nấu cháo rồi. Đây ông bà cô bác ơi, đây anh Bằng nè, hỏi mình như là Rồi, cũng cũng cái nón này luôn nè, nhớ quen lắm mà còn không nhớ là cái áo phải áo này hay không, nhưng mà nhìn lên. Cho các khác. Dạ cô chắc cô nhớ cái chú này quá à, cô xem chắc cô biết mà, anh Bằng ảnh ở quận 8, hổm là ảnh xuống đây anh cũng lấy thuốc rồi, giờ Thì anh nói anh khỏe rồi. cũng cũng tháng hơn mấy ngày á. Dạ anh chia sẻ thực tế cho anh. Nói chung là tôi về tôi ngâm hình như là bữa 31 tháng 8 á, rồi cái đúng hình như là 20 ngày, tại nó nhức lưng quá, tôi thấy nhức mình chịu không nổi, tôi nói giờ thôi lấy ra uống chứ giờ sao, không mà đúng 20 ngày. Cái đầu tôi uống là khoảng chừng 3 ngày, cái mình thấy nó đỡ đỡ, cái đầu 5 ngày nó giảm, nói chung nó giảm từ từ, ở nay 10 ngày thì tôi thấy nó làm như nó khỏe lại. Dạ. khỏe lại hôm nay nó không có nhức nữa mà đi bình thường. Thấy ngủ ngon quá anh, đúng rồi ngủ ngon, đúng rồi ngủ rất ngon. Dạ cái mình đi xe giống bữa hổm đi xe không biết làm đi cái mình thấy thứ nhất mình đi nó khó chịu á, giống như mình không muốn đi á. Dạ, lúc này bây giờ là khỏe rồi. Anh ăn uống đồ nhiều không? Nói chung ăn được lắm trời, anh ăn được là chỉ rồi. À, không phải kìa. Anh chị ảnh lúc này ảnh dùng đồ ăn uống đồ nhiều lắm hả chị? Dạ. Kích thích ăn uống. Trời ơi chị. Trời ơi bà nhà bác coi con Nguyễn với Khánh Nguyễn biết rồi. Dạ. Dạ. Vậy là bây giờ đỡ nhiều lắm rồi phải không chị? Dạ. 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 Chị vô ngồi ghế bên đây để ảnh luôn đi, để bỏ ảnh ngồi mình anh buồn á. Hôm nay chủ nhật cũng rảnh rảnh nè, thôi hẳn nói chung từ quận 8 xuống đây thì cũng không xa. Dạ. Nửa tiếng à. Chứ biết đường là nó dễ. Dạ. Rồi coi như là bây giờ tháng mấy rồi? Tháng mấy ngày à? Tháng mấy ngày? 20 ngày, 20 ngày là đã uống rồi. Dạ, anh ngâm 20 ngày uống luôn hả? Đúng rồi. Không, dạ, 20 tây nay là. Anh uống là 10 ngày. Dạ. Uống 3 ngày, uống 5 ngày, thấy từ từ sau từ 5 ngày trở lên, thấy khỏe. Dạ. Nói chung cái thuốc này biết sao nó uống nó giảm từ từ, giống như ở trong máu á, mới đầu tôi uống ha, nó hết nhất cái lưng với đây nó hết nhất cái này, còn cái chân đưa qua nó đau, mà sau bắt đầu là tới 10 ngày cái giờ cái chân nó gạt qua vậy hết đau rồi. Đó, vậy. Được rồi đó. Vậy là chắc ăn luôn á anh, được rồi đó. Vậy là anh hạp rồi. Giờ anh gạt tay lắc lắc chân là thoải mái rồi không? Cái chân này hết đau rồi, nói chung là hết đau, mình thấy hết đau á. Vậy là chỉ mừng. Cái này là tại khi không tôi bị là thối quá nè, để xét nghiệm là bên trung tâm á là bị thối quá rồi, bị người ta nói là hình như là có làm như có gai cột sống nữa hay gì đó. Dạ, đúng. Có gai cột sống nữa, tại biết sao nhất cái này dữ lắm, mà bác sĩ nói biết sao, bác sĩ nói là nó hết cái chân nó trở lại cái lưng. Trời ơi, mình nó lên tới cái cổ bây giờ. Đúng rồi, nó lên cái lưng, tôi nói mà thiệt nhất cái lưng. Dạ. Đây là chị Sương ở Bình Thạnh nè, chị xem mới có xem có 3 ngày à. Xem cái là chạy liền con nói trời sao mẹ tin người ta vậy, mẹ có chồng mẹ đi thử đi chứ mẹ thấy có nhiều. Có nãy chị đi một mình luôn hả? Có ổng chở đi kìa chứ đâu biết đường đâu. Ủa sao rồi chơi chạy luôn đậu bên kia rồi. Đó rồi đó. Dạ. Nói sao mẹ tin người ta quá à, con như thế nào mà sao mẹ tin. Thôi bây giờ chị lên chị xem lại cái lịch sử của em đi, Phong á, chị xem chị tin tưởng nhiều hơn. Chú coi 20 clip với dám nên nhá. Cầu xin chú ban cho gặp coi hồi mà phước may thầy gặp Phong mà đi bên dưới bên đó nó sẽ chắc chay nước mắm á, cái nước mắm nó dị dạng quá, cái đường đi ghê luôn, sợ không được.
tới giờ luôn á. Dạ. Là 2 ngày đó. Con Trang nó đi xanh rồi đi về. Có gì cô cứ về cô truyền bá cái kênh Khánh Nguyễn Gò Đen đi, Phong Nguyễn Gò Đen cho rộng rộng lên nha con. Lúc này quyền cũng thấp quá. Trời ơi, cái bệnh này nhiều lắm. Trời, chị em bạn dâu ở nhà quá trời luôn. Đi làm em nổi, làm không nổi. Làm cho người ta làm không nổi. Nãy có chị đem bữa nữa hả? Mốt qua bà con á, bà con cứ lên chơi được rồi chứ đừng có mua má công thì làm bệnh hoạn cũng đâu có tiền bạc gì đâu mua đồ. Người ta hết bệnh thì người ta cái này không thành vấn đề gì đâu. Dạ. Khi hết bệnh rồi thì tôi rất là mừng. Dạ, mốt hết bệnh thì góp vô để ngâm rượu thuốc tiếp thôi. À. Được rồi. Này nãy giờ nhân vật nãy anh lên sớm chút xíu là anh gặp anh Ba Thanh Long rồi. Ba Thanh Long. Ba Thanh Long ảnh lên đây lần thứ 3 rồi. Nãy anh lên anh lấy lần trước á, anh lấy 5 phần để bà con ở dưới anh. Rồi nãy là anh mới lên anh lấy 8 phần nữa. Dạ, tại vì anh uống hết, bây giờ anh lên anh nói anh thách chạy bộ đi ảnh chứ. Ai chạy đua anh. Trời. Nói chung cái thuốc này uống nó nếu mà 10 ngày tôi thấy là nó giảm rất là nhiều á. Dạ. Rồi cái phần uống từ từ ví dụ như là 1 tháng. Tại ngày tôi uống tới 3 lần đó. Mà uống cái cốc chút xíu à. Dạ nè, cái ly nhỏ hơn cái cốc. Chắc cỡ đúng cỡ, đó. Cỡ ly này quá. Ừ, nè. Cũng cỡ đó. Cái ly trắng trắng hơn nữa ly này chút xíu. Sữa rồi đó. Cái sữa rồi. Nói là nhỏ hơn. Chừng uống ăn quá. Dạ. 30 3 lần. Rồi giờ uống vô cái sao. Không uống ăn xong uống. Ăn xong khoảng 30 phút ăn uống vô nha, uống vô đừng có đừng thấm nước thôi chứ đừng uống nước vô. Nó nóng nó chạy nó nóng cơ thể luôn, tôi thấy nóng nóng. Ví dụ như tại nhà bây giờ tôi có làm mứt gừng á. Gừng cái tôi uống cái là tôi cắn miếng gừng ăn ấm ấm rồi đừng uống nước. Từ chút mình uống nước. Đúng rồi, đừng cho nó đi từ từ mình uống vô nó lỏng ra liền đó. Nó thấm vô má. Dạ. Mà chúng ta thấy nó cũng đau nhức quá rồi mình chịu không nổi, nó giờ không có uống thuốc gì đâu có được. Tại làm bên ngành may nữa. Dạ. Cũng có nữa, tại may hay gạt cái chân này, ở đây cái chân này nó khỏe rồi. Dạ đúng rồi. Không có một người chú Sơn ở trên cũng quận 8 á. Chú cũng làm may mà kiểu may sửa đồ á. Thì chú nói bữa vô tình là về gặp đi đám xong rồi chú nói bị nhức quá xong rồi nói là thần kinh tỏ này nè rồi con lấy 2 phần để ông uống. Vậy nghe anh bạn nói là anh cũng may mà anh bây giờ cái chân gạt lên quạt vậy là nghe là cũng mừng rồi. Nó đau chỗ này lắm. Nói chung là nó đã bị chỗ này mà mình gạt cái máy mà cái chân bên đây nữa mình may làm á. Nó cũng hay đau nhưng mà uống thuốc này vô tôi thấy là nó khỏe hẳn luôn đó. À ảnh một phần. À. Anh có lấy rượu không? Có rượu phải đợi chút xíu nữa. Mà chút xíu nữa. Phong nó đang đem lên. Mà đem lên chắc hồi nãy nói ở nhà quét hết có 30 lít à. Anh Bằng, chú anh Bằng hình như là cũng lấy rượu đúng không? À, anh lấy 2 bình rượu thôi. Vậy là anh đem gửi, anh gửi về quê một to. Vậy là anh ngồi chơi tới 12 giờ rồi. Chơi hả? Hồi nãy là vậy hết. Là hồi Phong Nguyễn lên hả? Dạ chúc mừng Phong nó đang tại vì nãy cô đây nè đợi rượu mà hỏi nhà có không, bây giờ ở nhà quét là còn 30 lít nè, hồi nãy nói 20-30 lít vậy không biết hên xui. Thì thôi lấy 2 can thôi, 10 lít thôi. Vậy 2 can là anh đợi 12 giờ mới có nha anh. 12 giờ. Dạ. Dạ. Nói chung là xem Phong Nguyễn thấy Phong Nguyễn dễ thương quá trời. Dạ. Quay cái cảnh mà trên quận 8 á, quay cái cảnh ở quận 8 á. Bé Trúc á, bé Trúc vậy trời. Mà không biết là phải là không kế và tại vậy là sát bên anh luôn hả? Thì quận 8 anh cũng kế bên á, nó dạ. Hình như cái cô này ở đây để đưa ra hết cho mình về mình tự ngâm cho cô này cho Nguyên biết. Mấy bữa nay là cũng hoàn lành sình, cái vụ nó cũng đang nhức đầu á anh. Nữa anh coi livestream trực tiếp của Phong Nguyễn. Dạ. Khánh ở Phong Nguyễn. Nói chung mình coi mình thấy mình bức xúc quá trời người làm. Rồi thôi chuyện mạng thôi. Dạ thôi kệ đi, mình giúp tới đâu mình giúp. Nói chung vậy thôi. Nè hồi nãy bác hình như là bác lấy cái mền. Bác mình đây cho cái mền. Cái đó dễ thương lắm. Sáng đi rút đại luôn á chứ. Dạ. Thấy con trai nên lấy hình con xe.
ăn cô gọi vậy em nói Khánh Nguyễn rồi. Xe rồi, sắp xe đảo. Dạ. Chạy vòng vòng Khánh Nguyễn em ba. Dạ. Đúng dạ đúng rồi, em là giống mẹ. Còn ba là Phong này giống ba. Em nói chắc hồi đó nó gái cũng đẹp chạy cũng trắng không. Ở nhà ai cũng trắng hết á, tại Phong nó đi ra đường nhiều cũng đen á, còn em là giống bị nhốt giống như gà công nghiệp nên trắng. Ông anh thứ ba thấy con thấy con ảnh và cái thằng nhỏ con Phong giống ông anh thứ ba. Dạ, thằng cô Tí á. Giống nữa. Dạ. Ơi, sao mà thằng bé nó cô Tí ở nhà nói bà con nói con của Khánh không mà nhìn nó đi đi cà rốt cái nói hai đứa này con của Khánh. Dạ, ảnh tròn á. Mắt nó cũng giống nữa. Dạ. Bé nó này nó không giống ba mẹ. Dạ. Thấy. Dạ anh hai ảnh đi làm công trình ở ngoài Hà Nam và ảnh ở ngoài á. Dạ. Cũng giống luôn. Dạ anh hai cũng giống như em vậy á, cũng gần gần như em vậy á. Thì em thì giống anh hai, còn Phong thì coi như gần Phong nữa. Dạ giống bà thôi. Anh ba thì cũng lai lai giống như mẹ. Dạ. Thầy nãy giờ trò chuyện ở đây chị Sương chị giới thiệu về mình bệnh tình sao á chị? Bệnh hả? Dạ. Bệnh lúc mới đi chụp ở đây thôi là bác sĩ nói là bị về thói quá rồi bị gai. À, dạ. Nhưng mà chắc là mười mấy năm rồi. Chị bị mười mấy năm rồi. Đi cũng nhiều rồi, uống thuốc nhiều lắm rồi. Dạ. Nhưng bởi vì đứa con nó nói tại sao mẹ cứ tin tưởng người ta hoài vậy, uống riết á nó bị đau tử rồi nó bị quá trời luôn à. Dạ. Rồi á cứ uống mua thuốc về nhiều nhưng mà uống chừng 2 tháng không hết là chán rồi. Dạ. Bỏ dạ. Cái hôm qua mới nhìn thấy cái vợ già dạ, mới này. Vậy là mới xem hôm qua luôn. Mới xem. Trời, mới xem vậy này là mới tin thì này là tin tưởng nhanh quá rồi. Tại vì á ngày chủ nhật mới có thời gian. Dạ. Cho nên là những ngày khác không có nên mới xin em là cho nhường lại cho một phần đi. Dạ. Tại vì cũng cầu xin hết sức luôn á để cho dạ. Thầy gặp thuốc để uống cho hết thì đau quá. Dạ. Đứng lên ngồi xuống rồi phải chống hai cái tay không à. Dạ. Cái này mà nó tối thì ngủ không được, khó. Nó nhức này khó ngủ lắm. Nó giật. Dạ. Tại thấy mẹ ở nhà hồi xưa mẹ bị á là mẹ coi như là đứng dậy không được, phải đi chu hai chân rồi chu đít lên á, nâng lên từ từ á chứ đâu có lên được đâu. Lúc dạ. Đi á cứ thấy cái ông kia mang cái giỏ mới chạy theo. Mới sau mới làm đi sao mà ổng hay vô cái khu này mới hỏi anh ơi anh đi đến đây anh làm gì vậy anh. Ông mới nói là tôi chữa bệnh cho cái người này bị khó chịu điểm nằm một chỗ. Dạ. À, rồi anh ơi anh chữa một ngày một lần chị bơm tiền, ông nói là 250. Dạ. Thì thấy nhiều quá nhưng mà không biết ra sao đó. Cho nên mình cũng mong một ngày nào mình lên đây mình uống thuốc cho hết đi. Dạ. Mình về mình sẽ giúp lại cho người khác. Dạ. Tại vì có nhiều người bị như vậy đó. Dạ đúng rồi. Cái bài cái bệnh này nhiều quá. Đúng rồi, dân lao động là bị hết à. Nhiều người bị như vậy lắm. Dạ. Không có đi làm nữa. Nên chị lên chị xem chị tại chị mới xem nên không biết chị xem kỹ là đi rồi cái trên đó là em cũng có đăng tải là tất cả các vị thuốc luôn á. Rồi cách làm rồi uống sao là có đầy đủ hết. Bà con mình á nếu mà tìm được thì tự tìm ngâm là không sao. Uống được bình thường thôi đâu có gì đâu. Còn mà uống không hết thì lên trên đây. Tại vì cũng đi làm nhưng mà nhà thì không có chỗ để phơi, có chỗ nắng để phơi, nhà dạ. Chung cư cho nên dạ. Không có chỗ để phơi. Này chút xíu vậy nghệ chị về chị bào, à. Chị bào chị phơi nha. À. Dạ. Mà rất là tin tưởng vì ở đây có rượu rồi luôn nữa, sợ mua chỗ khác thì nó không biết còn có nói đúng hay không. Dạ. Cho nên là đi. Đây nha, nãy em có lấy cái bình rượu ra nè. Nếu mà mình ngâm mà rượu nó không đúng độ của nó là nó không có ra chất đâu. Đi một phần nữa là mình sao là phải sao tới á, chứ mình sao không tới là nó cũng không ra nước luôn. Em thấy cái nước màu vàng nè. Nước đẹp. Dạ. Không biết sao khét luôn. Dạ, không biết sao là sao quá khét luôn á. Dạ, cái này 1 tháng rồi. Ở trong trọng em mới ngâm một 4 hũ mới có 3 ngày nó cũng ra nó cũng vàng vàng rồi. Nó chưa có đậm thôi. Là mới ngâm 3 ngày. Nếu mà bị nặng á, bị nặng hôm nay là thống kê mà bị nặng nhất á là cái người uống 1.5 bình này là hết.
còn mà người mà bị mà nhẹ mà hạp thuốc á, uống trong vòng 7 ngày, 3 ngày, 7 ngày, 3 ngày là biết kết quả rồi, 7 ngày là hết luôn á. Dạ. Nhưng mà mình cũng đừng, mình tin tưởng thôi, cũng đừng có lệ thuộc luôn nó quá, giống như mình đặt cái niềm tin vô quá cao á thì mình dễ bị giống như mình đặt niềm tin nhiều có thể hụt hụt hẫng. Em nghe chị tả là chị nhẹ, chị không còn sự cảm em đâu. Trong tôi bị lâu lắm rồi, mà bây giờ cái chân nó teo luôn rồi. Em chắc người bị từ mấy năm rồi. Dạ. Sao đừng phơi hả? Phơi là mới sao? Nghệ, nghệ mình phơi xong mới sao? Màu rồi xong rồi phơi, mới sao? Mình phơi chừng 2 nắng là nó khô à. Nó khô quá. Dạ. Nãy nãy giờ chú đợi, còn anh đây cũng đợi chở bên đây nè ông bà cô bác, mà bây giờ đợi rượu nữa nên ngồi. Hồi nãy giờ mặc quý sĩ kìa. Dạ. Lên YouTube đi cho bà con biết luôn. Em gái dễ thương mà lên YouTube cho. Cái đó là con cũng là... dạ con dâu là này là đi theo cặp hết rồi. Không biết mình đi có cái ông đó là dạ. Em chúc về chở mẹ đi về đi từ từ thôi nha, đừng có nôn quá đám cái gì. Đi qua nó điện đó, nó không có rành. Dạ. Vì tôi ở Tiền Giang, mà tôi đi đường Long An đi lên. Dạ. Mà không hỏi qua cầu hay là. À, nãy là coi như nãy là mình đây mình đi xuống. Tới ngay xanh gõ nó điện hỏi đó. Dạ. Nó hỏi là chú mới chạy tới chút nữa, tưởng đâu chạy tới nữa rồi chạy tới qua cái đèn xanh đỏ rồi khúc có cái đường quẹo vô. Tâm chỉ ngược trả lời. À vậy. Tại vì con nghĩ tính là ở miền Tây mình đi lên á thì mình qua cầu, còn ở trên đây đi xuống đi ngược lại thì qua cầu là đi xuống miền Tây lại rồi. Thì miền Tây là thí dụ đi ở đường quốc lộ á, quốc lộ 3 thì thí dụ là người ta đi trở lên ngược trở lên. Dạ đúng rồi. Đi đường cầu Mỹ Thuận. À. Nó đi cầu Mỹ Thuận cầu nổi á. Mình đi dọc à đi đường dưới coi như là đi đường ở dưới Gò Đen, giống như ở dưới Gò Đen Mỹ Lợi. Đúng rồi. Đi đường Bình Chánh á. Phà Mỹ Lợi. À đi đường Bình Chánh rồi. Thì bến phà Bà Nhờ là ở đâu ta? Cũng ở dưới đó luôn phải không? Dạ. Cái đó hình như cái bên đò đó nằm chỗ cái đó mình đi qua vườn chuột đó. À đâu dưới đó đó. À vườn chuột đó nằm ở dưới. Dạ. Uống thuốc giảm đau vô chứ đi xa quá đi đâu muốn ngồi nổi đâu. Dạ mà nãy sáng chị uống thuốc giảm đau lâu chưa? Uống Panadol thôi. À chứ không dám uống nhiều vô. Để chút xíu đi em rót chị một. Có nói chị đó rồi. Chút xíu em rót chị. Sáng giờ coi như là ở nhà có là cũng chia sẻ bà con à. Rồi bà con nào có điều kiện thì góp, còn không có không sao không chứ. Tại vì một hũ này nè, một hũ này rót ra là có 2 lít mấy thôi à. 1 lít mà rút còn 2 lít mấy. Dạ, 5 lít thì còn chắc chừng 2 lít, 2 lít để lâu nữa thì nó càng rút nữa. Còn này ngâm hổm ngâm điều lượng này tới 7 lít mấy được. Cái này theo mình ngâm á là ví dụ như 3 4 tháng mình ha, mà chừng nào mình thấy vậy cái mình lấy ra ta. Chắc 4 tháng, 4 tháng mình vớt ra đi. Vớt ra luôn á mình chứ, chắc không? Dạ, chứ mình để là nó hút ngược lại rồi nó không nó mất rượu. Dạ. À quên nữa nãy nha, để mình ngâm bao lâu thì mình bỏ đi ha. Dạ, mình ngâm để 4 tháng đó. 4 tháng rồi mình rót ra. Dạ, 4 tháng rồi rót ra chứ đừng có để hoài kiểu mà nó hút ngược cái loại nó không đi một phần chất nó cũng hết rồi, lúc đó nó ra hết rồi. 4 tháng rồi còn thấy nhiều quá đó. Dạ. À, mình bỏ đi thì mình làm mua lên lấy một hũ khác. Dạ đúng rồi, mình mua hũ khác, mình làm một phần khác. Dạ. Mà mình nếu mà bà con của mình hết bệnh á thì mình cũng nên ngâm một hũ trong nhà đi để mình uống dạng như nó bổ máu đi, nó thông máu á. Dạ. Dạ uống tốt lắm, người lớn tuổi uống tốt. Dạ. Hết thì hết chứ, nhưng mà lúc nào cũng phải cần nó để. Dạ. Để bởi vì tôi ngâm nè. Rồi cái ví dụ như khi anh em là bên vợ hoặc là bên bác rồi đó. Cái thấy bệnh về đó mình cái dạng đi ngoài nữa. À, thấy ngoài thì uống nó giảm thôi. Mình nói thuốc tây đủ nó giảm đau thôi, vì nó hết thuốc nó lại nữa. Tôi mới nói giờ không uống cái gì nữa hết trơn, bây giờ là dứt khoát là uống, bây giờ là qua uống cái thuốc rượu này thôi chứ không uống nữa. Mình nghĩ là thuốc rượu là nó tốt, thôi uống đi, làm uống.
Dạ. Bà xã bà đốc dữ lắm, đốc đi dữ lắm, mình bắt làm thôi để thì làm uống cái kia xong rồi để làm để có dặn Khánh Nguyễn dạ. ba thang nè. Với dạ. Em là với gửi về quê, quê kiếm có nhưng mà mấy cái cây á nhầm khi có gì chứ không. Cái cây hình như cái gì quên là thuốc cú hay là cái thuốc cú? Thuốc ngải cú. Dạ, thuốc cú hay là ngải cú. Ờ hai loại nha, ngải cú với thuốc cú là hai loại à. Ừ. Khác á anh. Hình như cái cây thuốc cú là cái lá nó nhìn giống cây dao tầng tầng dao tầng ô á kiểu vậy đó. À. Vậy bà già bà nói là cái cây thuốc cú bự lắm, lấy dao bả chặt là cây. Ủa vậy đâu phải cây thuốc cú gì nữa trời. Cây đó cây ngải cú à, nghĩ chắc vậy quá. Ủa vậy là ngải cú khác hả anh? Khác, ngải cú khác. Vậy hôm nay em nói giống nhau. Không, cái cây ngải cú là cái cây nó to. À. Còn cái thuốc cú là. Ủa cái ngải cú là em thấy ngoài chợ họ bán nhiều lắm. Cái nhánh ngải cú á. Cái này nguyên cây luôn á. À, nãy. Cái nó giống như tầng tôi có search lên trên mạng tôi thấy là để giống như cái đâu tầng ô vậy đó. Ờ đúng rồi. Nè, vậy là này thuốc cú, vậy là ngải cú là khác hả anh? Để anh mượn chụp hình gửi dưới quê. Cây cú chảo thì nhà anh nhiều lắm nha. Dạ. Ở dưới quê nhà nhiều lắm, anh nói chừng nào để tháng 10. Nè bà con cô bác là lấy phải loại có bông á nha, có bông nó mới tốt. Chụp dính em sao? Cả dính luôn không sao đâu. Dạ. Bữa hổm biết sao ngộ với cái máy này quay chú Khánh Nguyễn là về cái bị hư. Được. Dạ. Được bị lỗi. À, cái này là bông ngò gai, ông bà cô bác là phải lấy có bông nha. Cái này vậy thì đi về nhà chắc mua khó lắm anh ơi. Dạ thì đúng rồi, không có. À, không, cho nên phải cần đến anh thôi. Là trồng nó mới có cái bông vậy nè. Dạ. Ở đây, cái này không thấy. Còn cái này là thuốc cú nha ông bà cô bác, thì Khánh không biết nữa, thì nãy anh nói là thuốc cú là khác, ngải cú là khác nha. Cái này là có bông. Có bông là càng tốt. Ở ngoài chợ bán khác. Dạ. Đúng rồi, cây này. Cái này là nấu canh ăn được luôn á anh. Không? Rồi vậy xong phiên. Nó thơm lắm. Thôi để em đem vô này, giới thiệu nãy giờ cho bà con biết rồi. Anh làm vườn xong rồi anh trồng nó luôn đi. Anh trai đây nè. Anh ngồi anh lấy cái đợi lấy thuốc cho bà mà nãy giờ. Cái nghề đỏ cho tôi kiếm không có nha. Đây ngoài có thôi Khánh em dẹp vô. Nghề bạn thì có nghề đỏ không? Sao vậy anh chị vô trò chuyện gì đây? Chị cảm ơn hoài anh hết bệnh, anh chị hết bệnh khỏe là rồi em vui lắm rồi. Dạ. Dạ. Bây giờ anh dẫn cái về nhà của bác anh. Lên nhà ba mẹ chảnh. Dạ. Lên chảnh là phải chơi lâu nha chứ. Ở không có chơi về sớm được đâu. Gò Đen thì hình như đây lên trên kia phải không? Dạ, đi lên đường Gò Đen khúc nào ngay chợ Gò Đen vô xíu anh. Chạy Gò Đen vô trong mé đường xuống Phước Dân á, vô trong đồng xong rồi vô trong đồng nữa. Tại vì cái bệnh này mà cái người ai bệnh đi thì mới biết. Bởi vì mấy cái người mà mới bệnh á em để bệnh đi. Thấy bé nó buồn quá rồi cô ơi. Thấy bé buồn rồi. Là đi chiều nay đi đám vậy? 10 giờ đi không đi đám gì đó. Trời ơi 10 giờ đi đám, bây giờ xong phiên rồi. Vậy chút xíu đi đám thì chắc đi rửa chén chứ đi ăn gì vợ. Đây với cả 11 giờ. Thôi, tội nghiệp quá thôi. Nghỉ đám đi. Đâu có. Thôi đi chuyến này mà bỏ công ra để lo cho mẹ kiểu này là về là hết bệnh rồi. Cái này chắc về rửa chén thiệt rồi cô ơi. Đi đám hay xa nữa, về đến nhà luôn. Thôi đi về tới nhà cũng trễ lắm á. Không biết có đi không. Thôi mà đám giỗ chén được phải đám cưới. À đám giỗ hả con? Không vậy đám giỗ không có sao đâu, đám giỗ là có bánh ít nên tét vô đó ăn sao. Bé cười là còn cười là được rồi bác ơi, nhầm nữa hổng có mấy bé vô thấy quạo cái là cho về liền, con này còn cười chắc ngồi tới chiều luôn. Tể trên đám luôn. Mà nay quạo về con vườn mày lên đang chờ đủ vậy mày nào đủ loại mới về. Mày tới rồi. Mưa trời chuyển mưa tới à. Nãy đi là mưa rầm, nay là bão. Dạ. Mình về của nhà chị ở đâu?